Thánh Callisto thứ nhất, Giáo hoàng Tử Đạo. Chúng ta biết được cuộc đời của Thánh Callisto thứ nhất chính là nhờ vào bản thí thuật của Thánh Hippolyto. Nhưng chẳng may đây lại là thuật ký của một kẻ thù nghiệt ngã với thánh nhân. Do vậy, Thánh Hippolyto không thể quy tạo các sự kiện hiển nhiên được và biết lượng định theo lương tri. Chúng ta biết nhiều về Thánh Callisto thứ nhất hơn các đức giáo hoàng tiên thể khác. Người là nô lệ của một Kitô hữu tên là Capoforo. Biết được khả năng về kinh tế và tài tổ chức của ngài, ông đặt ngài quản trị một ngân hàng. Công cuộc làm ăn thất bại, chúng ta có thể tin chắc rằng Callisto vô tội chứ không phải ngài biển thủ ngân quỹ như Hippolyto quy trách. Để đòi lại những món nợ bởi người Do Thái, ngài bắt buộc phải vào một hội đường. Thế nhưng, những người Do Thái lại tố cáo ngài là Kitô hữu. Quan tổng trắng Roma bắt ngài, đánh đòn rồi gửi đi làm lao công ở các hầm mỏ miền Sardinia. Khi bà Marcia, người thân của hoàng đế Commodo, xin được ơn phóng thích cho các tội nhân, Callisto trở về. Đức giáo hoàng Victor gửi ngài tới Antium để dưỡng sức và cấp dưỡng cho ngài. Điều này chứng tỏ rằng việc ngài bị đức giáo hoàng Victor gạch tên khỏi sổ những người bị tù tội vì đức tin mà Hippolyto viết ra là sai sự thật. Đến khi thánh Zephyrino lên kế vị đức giáo hoàng Victor, Callisto được đặt làm tổng phó tế và có nhiệm vụ coi sóc các nghĩa trang. Ngài xây dựng một mộ địa mang tên ngài. Đây là tài sản do một người bạn có quyền thừa kế tên là Cecilia dâng tặng. Callisto đã tỏ ra là một nhà quản trị có khả năng, nên năm 217, ngài được chọn làm giáo hoàng kế vị thánh Zephyrino. Trên ngai giáo hoàng, Đức Callisto thứ nhất tỏ ra là người kiên quyết bảo vệ đức tin tôn giáo. Ngài đã kết án Sabellio vì ông này chủ trương sai lệch về tín điều Chúa Ba Ngôi. Đối với Hippolyto, ngài cảnh cáo chủ trương sai lệch theo khuynh hướng nhị nguyên của ông về Chúa Giêsu. Tuy nhiên, về phương diện kỷ luật, ngài tỏ ra rất khôn ngoan và nhân từ. Dường như chính ngài là đấng đã tổ chức các tước vị tại Roma, tại các nhà thờ thuộc giáo xứ. Năm 222, Thánh Callisto thứ nhất từ trần bằng một cái chết dữ dằn. Theo truyền thuyết, ngài bị đám đông giận dữ ném xuống giếng tại Chastever. Người ta cho rằng các lương dân căm thù vì bị ngài trục xuất và đưa tới cái chết này. Từ đầu tới cuối, ngài là một con người cương nghị và độc tài. Ngài được chôn cất không phải nơi hầm mộ mang tên ngài, nhưng tại nghĩa địa ở đường Aurelia. Chích theo vết chân người của linh mục Phao-lô Phạm Quốc Túy.